Sáng nay tại nhà hát Sông Hương, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức lễ khai giảng năm học mới và trao bằng tốt nghiệp cho cả học viên. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tham dự và đảnh trọng khai giảng. Cùng dự còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. 2019-2020 là năm học chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tập thể giảng viên, học sinh, sinh viên của học viện đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ năm học. Trong đó nổi bật là đăng ký thành công và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ về nghiên cứu mô hình sử dụng âm nhạc hỗ trợ trẻ em khiếm thính sớm hòa nhập cộng đồng, giành giải nhất tại cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ truyền thống. Năm học mới này, học viện đón nhận hơn 100 học sinh sinh viên ở hai hệ trung cấp và đại học. Đây cũng là năm học viện đưa vào sử dụng nhà hát sông Hương và nhiều thiết chế quan trọng khác, tạo điều kiện tốt cho đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra đó là nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng học viện thành một trung tâm đào tạo bồi dưỡng về văn hóa nghệ thuật chất lượng cao của miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiền gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến lãnh đạo học viện và các em học sinh sinh viên. Chúc học viện sẽ có một năm học mới gặt hái nhiều thành công. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, Bộ trưởng đề nghị học viên cần tập trung kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng phát huy sự chủ động của người học, xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh. Trong dịp này, học viên cũng đã trao bằng tốt nghiệp cho 35 sinh viên.